Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của khối không khí lạnh có cường độ mạnh tràn xuống, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm thấp, trời phổ biến nhiều mây, có mưa vài nơi, có nơi có mưa rào và dông trên diện rộng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 14 đến 17 độ. Phần miền trời rét đậm trên diện rộng, khu vực vùng núi phía Bắc trời rét hại. Về tối và đêm nay sang đến sáng sớm ngày mai, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ. Vùng núi có nơi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ dưới 0 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Lui xuống miền Trung, gió Đông Bắc cũng đã gây mưa cho khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Rồi mưa sẽ trải dài xuống các tỉnh cho đến Phú Yên. Trong hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục di chuyển dồn xuống. Vùng mưa sẽ được di chuyển xuống dần phía Nam. Trong đó, các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho đến Quảng Ngãi sẽ là những tỉnh có mưa vừa đến mưa to và dông mạnh, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi cao hơn. Về tình hình nhiệt độ, cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ, trời rát rét đậm. Tại khu vực từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ ở mức từ 19 đến 21 độ, trời rát. Còn các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Ngãi, nhiệt độ hạ xuống chỉ còn từ 20 đến 23 độ, trời lạnh. Trong khi đó, khu vực từ Bình Định cho đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn nhưng cũng giảm chỉ từ 24 đến 27 độ. Về đêm nay sang đến sáng sớm ngày mai cho đến 3 ngày tới, khu vực phía Bắc Trung Bộ nhiệt độ giảm sâu chỉ còn từ 11 đến 14 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ là những nơi có thời tiết ít biến động nhất trong ngày hôm nay cho đến 3 ngày tới. Ở Tây Nguyên có mưa ở vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 29 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ cũng có mưa ở một vài nơi, chủ yếu ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ về chiều và tối, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 đến 32 độ. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Bắc, khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.